Nhà Trắng đã công bố tuyên bố chung chính thức của phiên họp thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden với ba nhà lãnh đạo khác của Bộ Tứ Kim Cương là Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Úc Scott Morrison. Nội dung của tuyên bố chung chia làm 5 phần. Phần đầu tiên, bốn nước cho biết đã thống nhất chung tầm nhìn, sẵn sàng hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và lành mạnh. Phần thứ hai, Bộ Tứ Kim Cương cam kết duy trì và xây dựng trật tự minh bạch dựa trên luật pháp để bảo vệ an ninh lợi ích của các quốc gia hoạt động trong khu vực, cũng như để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào của hiện nay hay tương lai gần. Phần thứ ba, Bộ Tứ Kim Cương cam kết chung tay ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu như đại dịch COVID-19, tình trạng biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố cùng một số vấn đề liên quan đến cứu hộ nhân đạo, ứng phó thiên tai. Phần thứ tư, chủ yếu tập trung vào các vấn đề ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Phần cuối cùng, tuyên bố kết lại bằng lời tái khẳng định rằng, thông qua các nội dung trên, Bộ Tứ Kim Cương sẽ hành động liên tục để đảm bảo Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Kế hoạch hành động mà Bộ Tứ Kim Cương nêu ra trong tuyên bố chung cho thấy, nhóm này đã thay đổi cách tiếp cận khi đối đầu với Trung Quốc, thay vì chỉ chú trọng vào mặt trật tự an ninh và ý thức hệ như thời điểm tiền nhiệm Donald Trump. Bộ Tứ Kim Cương dưới lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuyển hướng mở rộng sang cả lĩnh vực kinh tế, nhân đạo và quản trị công. Điều này cho thấy Bộ Tứ Kim Cương không chỉ muốn chống Trung Quốc mà còn muốn giành được sự ủng hộ của các nước Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.